Xin cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Xưa Chiến Hải Minh chúng em. Hôm nay là clip số 129 ngày mùng 9 Tết ạ. Cơ sở em giới thiệu đến các bác về một số sản phẩm đồ gỗ cần ốc xa cừ của bên cơ sở em, gồm có một bộ trường kỷ ngũ sơn và bộ trường kỷ đục trạm tích ạ, vai cuốn và một số bàn và tranh gỗ chắc ạ. Cơ sở em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Số điện thoại liên hệ đặt hàng 0973384446 ạ. Và nhân dịp đầu xuân mới năm 2024 này, cơ sở em xin chúc tất cả quý khách hàng và các bác ạ, năm mới sức khỏe dồi dào, công việc làm ăn mọi sự thuận lợi, phát tài phát lộc ạ. Và bây giờ vào clip đầu tiên số 129 này, với mã số 01, cơ sở em giới thiệu đến các bác về một bộ trường kỷ ngũ sơn. Bộ này gồm có 3 món các bác nhé, 2 băng dài và 1 bàn. Và trước tiên em xin đo về cái thông số trước cho các bác cùng được tham khảo về bộ trường kỷ ngũ sơn này của bên cơ sở em ạ. Trước tiên em xin đo về cái phần mặt bàn trước ạ. Bàn là chiều dài là 170 cm và chiều ngang 79 cm, em tính theo mặt ạ, phủ bì cộng thêm khoảng 5 cm, và chiều cao là 76 cm. Băng ghế dài, băng ghế dài 197 cm chiều dài và chiều sâu 65 cm, và tổng chiều cao là 122 cm các bác nhá. Với chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gõ mật, gụ mật ạ. Đó, bộ này gồm có 3 món ạ. Miền Bắc em thì gọi là gỗ gụ, miền Nam, miền Tây thì gọi là gõ mật, gụ mật ạ. Bây giờ em sẽ quay cho các bác về chiếc băng ghế dài này trước ạ. Đó, chiếc băng ghế dài cực kỳ đẹp, em quay mặt sau cho các bác nhá. Đó, mặt sau này cơ sở em đục trạm này kết hợp với cẩn ốc xa cừ, đục trạm tứ quý các bác nhá. Ở trên đây cơ sở em đục trạm này cảnh tùng lộc ạ. Đó, mặt trước như mặt sau các bác nhá, khung bản khung là 4x4 cm, đục trạm tùng lộc này. Phần bên dưới đục trạm cảnh cây cúc ạ và trúc mai, tùng cúc trúc mai tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Đó, chân thì đục chạm đầu lân chân cá, chân là chân 12 cm các bác nhá, chân 12 cm vuông đục chạm ạ, kết hợp với cẩn ốc xà cừ Singapore cực kỳ là đẹp luôn, ốc 7 màu các bác nhá. Đó, bác nào cần chi tiết hơn thì liên hệ trực tiếp cơ sở em qua số điện thoại Zalo 0973384446 ạ. Đó, và clip của bên cơ sở em sẽ được phát sóng vào lúc 11:30 trưa hàng ngày. Mời các bác cùng truy cập và tham khảo về tất cả các sản phẩm mới của bên cơ sở Đồ Xưa Chiến Hải Minh chúng em. Đó, em quay vừa quay cho các bác về mất chiếc băng ghế dài. Đây là vật không ngang các bác nhé. Đó, đục chạm này, tùng và cây trúc ạ. Chân chạm đầu đơn chân cá. Đó, bàn tay này, bàn tay 7,5 và nhân 4 cm. Đó, cực kỳ là dày dặn luôn các bác nhé. Được cẩn tứ diện luôn ạ. Và đây là phần mặt tựa chính này. Đó, khung cái cơ sở bật cực kỳ là dày luôn các bác nhá. Những đường dây nào liên chi này, ốc 7 màu cực kỳ là sáng luôn. Bao đẹp cho các bác luôn nhá. Giữa này cạnh là tùng lộc ạ. Đó. Đó, với bộ trường kỷ ngũ sơn này, cơ sở báo giá luôn cho các bác này. Giá là 55 triệu các bác nhá. Mặt đá cẩm thạch tự nhiên này, mặt đá những hình vân núi vân mây cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Đó, và bây giờ em sẽ quay cho các bác về chiếc mặt bàn này. Đó, một riêng một miếng này, đá cẩm thạch nghiền tắm luôn với những hình vân núi vân mây cực kỳ là đẹp ạ. Mặt bàn cơ sở em cẩn cực kỳ là dày dặn luôn các bác nhá. Đó, cực kỳ là dày luôn. Bác nào xem không rõ có thể liên hệ trực tiếp cơ sở em, sẽ chụp hình thêm cho các bác ạ. Chân bàn cũng là 12 cm các bác nhá. Đó, 12 cm. Và phần đục chạm này, đục chạm phù dung các bác nhá, và cạnh cây mai, và đều được cẩn ốc xà cừ hết ạ. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Và em sẽ quay cho các bác về phần hông ngang. Hông ngang của chiếc mặt bàn này. Đó, cực kỳ là đẹp luôn và cả tứ diện luôn các bác nhá. Và giá thì cực kỳ là rẻ rồi. Đó, nhân dịp đầu xuân mới là cơ sở báo giá luôn cho các bác là giá là 55 triệu một bộ ạ. Bao phí ship cho các bác luôn. Với bộ trường kỷ 3 món này. Đó. Ngoài ra nhân dịp đầu xuân mới các bác đã chốt đơn với bộ trường kỷ ngũ sơn này, cơ sở em sẽ tặng thêm cho các bác về một chiếc hộp đựng mứt này. Đó, tặng cho các bác về một chiếc hộp đựng mứt các bác nhá. Đó, trị giá là 2,8 triệu một chiếc ạ. Bây giờ em sẽ đo về cái thông số cho các bác cũng được tham khảo về cái bộ hộp mứt này của bên cơ sở em. Đó, bác nào mua riêng em cũng bán lẻ luôn các bác nhá. Đường kính chiều ngang 34 và chiều cao khoảng 13 cm ạ. Đó, đục trạm các bác nhá. Đó, cẩn ốc cực kỳ đẹp luôn, cẩn 4 cây đa. Trên đây gồm có 5 chữ thọ ạ, ngũ phúc ạ. Đó, cực kỳ đẹp, ốc Singapore 7 màu cực kỳ là sáng luôn các bác nhá. Gỗ là gỗ nền khối luôn ạ, chất liệu là gỗ gõ ạ. Bên trong này chúng ta được bánh kẹo này, hộp bút này. Đó, hạt dưa thì cho để trong này, để trên bàn tiếp khách thì cực kỳ là đẹp luôn.
sang trọng và đẳng cấp luôn. Nếu chiếc hộp đựng bút này trong năm là cơ sở đã ra lưu rất là nhiều rồi, giá là 2,8 triệu. Nhưng đầu xuân mới là cơ sở ra nọc cho các bác luôn, giá 2,5 triệu các bác nhá, 2,5 triệu. Và 2,5 triệu. Và bác nào chốt đơn bộ Vũ Sơn này, cơ sở em sẽ tặng cho các bác về một hộp đựng bút này nhân dịp đầu xuân mới ạ. Đó, cơ sở ra nọc cho các bác và tặng cho các bác về một hộp đựng bút này. Đó, cùng được giao lưu với các bác ạ. Với bộ trường kỷ Vũ Sơn, bộ này gồm có 3 món. Bác nào ở gần thì có thể đến tại cơ sở của em để xem trực tiếp nhất. Cơ sở em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Và tiếp theo, cơ sở giới thiệu đến các bác về một bộ tranh gỗ chắc ạ, cảnh Tùng Hạc ạ. Cảnh Tùng Hạc. Đó, bộ này cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Và sẽ đo về thông số cho các bác ạ. Chiều cao của bộ này là chiều cao là 61 cm. Bộ này cực kỳ là khủng luôn các bác nhá, và cực kỳ là to luôn. Và chiều dài là 191 cm. Đó, bây giờ gỗ chắc mà tìm được các tấm to như vậy là cực kỳ là khó luôn các bác nhá. Đó. Thân cây là gỗ xưa này. Đó, thân cây là gỗ xưa các bác nhá, kết hợp với cẩn đá này. Đó, đá ngọc các bác nhá, và những phần trắng này bằng ngà. Đó, khung ngoài cẩn tứ quý, trong này cảnh đục chạm nổi nhá, đục chạm cảnh là Tùng Hạc. Đó, Tùng Hạc cực kỳ đẹp luôn. Và cảnh sen cò ạ. Đó, bộ này cực kỳ là vip luôn các bác nhá. Thân cây gỗ xưa này, phần trắng này bằng ngà, đục chạm tỉa cực kỳ là kênh bong luôn. Gỗ này gỗ liền tấm luôn. Đó, ván lá trong là lá liền tấm, rộng 33 cm. Đó, một liền một tấm luôn, dày 1,2 cm. Đó, ván lá cực kỳ là dày luôn các bác nhá. Bao đẹp cho các bác luôn, không một nỗi làm gì. Đó, cho bộ tranh Tùng Hạc này với chất liệu là gỗ chắc ạ. Đó, gỗ chắc ta Việt Nam các bác nhá, hàng cực kỳ đẳng cấp luôn, hàng số 1 luôn các bác nhá. Bản khung dày là 3 cm và bản rộng của là 6 cm ạ. Đó, bản rộng 6 cm, hàng cực kỳ là dày dặn luôn. Bác nào quan tâm hay là muốn sở hữu về cái siêu phẩm này có thể liên hệ trực tiếp cơ sở em qua số điện thoại 0973 38 46 ạ. Và cũng xin báo giá luôn cho các bác về một bức tranh cảnh Tùng Hạc này, giá là 45 triệu các bác nhá. 45 triệu một bức ạ. Và chiều dài nào hàng 1m91 cm. Đó, cực kỳ là đẳng cấp luôn. Giá 45 triệu ạ, được giao lưu với các bác giá đầu xuân ạ. Đang đọc cho các bác thôi ạ. Đó, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Và tiếp tục về sản phẩm tiếp theo, cơ sở giới thiệu đến các bác về một bộ trường kỷ đục chạm tích Tam Quốc ạ. Với chất liệu là gỗ gụ ạ. Và trước tiên em xin đo về thông số trước cho các bác ạ. Em sẽ đo về bàn. Chiều ngang là 127 cm. Chiều dài 127 ạ. Và chiều rộng là 61. Và tổng chiều cao là 80. Và băng ghế dài, bộ này gồm có 3 món ạ. 2 băng dài và 1 bàn. Chiều dài là 211 cm. Và chiều sâu 55 cm. Và tổng chiều cao là 90 cm ạ. Đó, bộ này gồm có 3 món các bác nhá, 2 băng dài và 1 bàn được đục chạm tích là Tam Quốc ạ. Bây giờ em sẽ quay cho bác về chiếc băng ghế dài đây. Và băng ghế dài này các bác nhá, đục chạm thì cực kỳ là kênh bong luôn. Đó, đục chạm cực kỳ là kênh bong luôn các bác nhá. Đây em đưa tay vào cho các bác này. Đó, nền sau là đục chạm tổ ong các bác nhá. Đó, lục giác. Đó, cực kỳ là kênh bong luôn. Đó, bạn nào quan tâm hãy liên hệ trực tiếp cơ sở em qua số điện thoại 0973 38 46 ạ. À. Em sẽ quay cho các bác được chi tiết hơn này. Đó, đục cực kỳ là nét luôn các bác nhá, hàng cực kỳ là kênh bong luôn ạ. Đó. Chất liệu miền Bắc em thì gọi là gỗ gụ, miền Nam miền Tây thì gọi là gõ mật, gụ mật ạ. Nó đục chạm này các bác thể thấy từng con ngựa này, những con giống này. Đó, những phần người cơ sở đục chạm cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Đó, hàng này hàng cực kỳ là dày luôn, khung dày là 5 cm các bác nhá, và các phần lô dày là 4 cm. Đó, cực kỳ là vai cuốn này, vai đục chạm này, những cây mai cài thọ khóa rồng các bác nhá. Đó, vai cong này cực kỳ là đẹp luôn. Đó, bác là quan tâm hay là xem không rõ có thể liên hệ trực tiếp cơ sở em sẽ chụp hình thêm chi tiết cho các bác cũng được tham khảo ạ. Đó, đây là phần mặt hông ngang của băng ghế dài các bác nhá, đục chạm này. Đó, đục chạm cảnh cây tùng các bác nhá, cây tùng và cây đa, và đục chạm tổ ong ạ. Đó, những hình lục giác đan xe nhau và cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Phần chân này em đo chân cho các bác, chân là 6 cm vuông. Đó, về phần mặt sau này cơ sở đục chạm những hình lục giác các bác nhá, hình lục giác này hay gọi là hình tổ ong này đằng sau này. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Với bộ trường kỷ 3 món này, các bác nào quan tâm hay là tìm hiểu hơn thì cơ sở sẽ chụp hình thêm cho các bác ạ. Đó, và đây quay cho các bác về phần rượu trước ạ.
bộ này cực kỳ nặng luôn các bác nhá, phải 4 người khiêng. Nó đục chạm này, cực kỳ là kênh bằng luôn, đục chạm nền này, nền tổ ong các bác nhá. Đục chạm tích ạ. À, về phần mặt ná này, ná là dày 2 cm các bác nhá. Ná niền tấm luôn. Ná niền tấm là dày 2 cm. Đó, hàng cực kỳ là dày luôn. Cực kỳ là chắc chắn luôn các bác nhá. Bao đẹp cho các bác luôn, bảo hành hàng luôn cho các bác ạ. Về bây giờ em sẽ giới thiệu đến các bác về chiếc bàn. À, bàn này cũng đục chạm tích các bác nhá, đục chạm tích hết ạ. Đó, bao đẹp cho các bác luôn ạ. Bác nào xem không rõ liên hệ trực tiếp cơ sở em. Với clip số 129 này. Đó, bác nào xem không rõ cơ sở sẽ chụp hình thêm cho các bác ạ. Đó, ngoài ra bác em xin báo giá ạ. Cho các bác về một bộ trường kỷ 3 món này. Giá là 35 triệu các bác nhá. Ngoài ra bên cơ sở em sẽ tặng thêm cho các bác về một chiếc khay trà này. Nhân dịp đầu xuân mới là cơ sở em sẽ tặng khuyến mại cho các bác về một chiếc khay trà. Đó, giá 35 triệu em bao phí ship vận chuyển trên toàn quốc cho các bác. Các bác kiểm tra hàng đúng chất lượng các bác thanh toán ạ. Hàng cực kỳ là dày dặn luôn các bác nhá. Bao đẹp cho các bác luôn ạ. Đó, giá 35 triệu em tặng cho các bác về một chiếc khay trà nhân dịp đầu xuân mới ạ. Và tiếp tục về sản phẩm tiếp theo của clip số 129 này, cơ sở em giới thiệu đến các bác về một chiếc bàn mai cuốn hay bàn để trưng bày đồ các bác nhá. Kích thước chiều ngang, chiều sâu ạ 40 và chiều dài là 130 cm. Và tổng chiều cao, chiều cao là 81 cm. Đó, được đục chạm tứ diện luôn các bác nhá. Phần mặt diện trước này đục chạm là cả cây mai và thọ ạ, mai cài thọ ạ. Chân là bản 47 cm và nhân 3 cm ạ, cực kỳ là dày dặn luôn. Đó, với một chiếc bàn mai cuốn này cơ sở xin báo giá luôn cho các bác là giá là 4,5 triệu các bác nhá. 4,5 triệu bao phí ship cho các bác luôn. Mặt bàn cực kỳ đẹp luôn, đục chạm tứ diện đây các bác nhá. Đó, và đây mặt sau này. Đó, đục chạm tứ diện, hoàn thiện tứ diện, đẹp từ trong ra ngoài, không một lỗi lầm gì. Đó, bạn nào quan tâm liên hệ trực tiếp cơ sở em, giá 4,5 triệu, bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác luôn. Bạn nào quan tâm hãy liên hệ trực tiếp cơ sở em ạ. Chất liệu đều là gỗ gụ hết các bác nhá, hay còn gọi là gõ mật, ủ mật ạ. Và tất cả các sản phẩm ngày hôm nay, bạn nào xem không rõ hãy liên hệ trực tiếp cơ sở em ạ. Em sẽ chụp hình thêm cho các bác cùng được tham khảo qua số điện thoại Zalo. Ngoài ra bên cơ sở em sẽ nhận đặt hàng theo yêu cầu. Tất cả mẫu mã là các bác yêu cầu bên cơ sở đều đáp ứng hết cho các bác. Và cơ sở sẽ lên mô hình 3D trước khi cho các bác đặt hàng ạ. Còn đồ xưa trên mình chúng em xin trân trọng cảm ơn các bác đã xem hết video này. Em xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.